Huấn luyện viên đội tuyển Argentina Lionel Scaloni cho biết ông rất vui khi thấy Lionel Messi đã tìm được nơi mà cậu ấy được yêu thích sau khi siêu sao này chuyển đến Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Đồng thời khẳng định miễn là đội trưởng của mình sẵn sàng, anh sẽ chơi nhiều nhất có thể trong màu áo đội tuyển. Huấn luyện viên Lionel Scaloni và đội trưởng Lionel Messi tiếp tục sát cánh mang lại thành công cho tuyển Argentina. Messi, 36 tuổi, gia nhập Inter Miami CF vào mùa hè này với tư cách là cầu thủ tự do sau hai mùa giải khó khăn tại Paris Saint-Germain. Nhà vô địch World Cup cho biết hôm Chủ nhật rằng rất biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người mà anh nhận được ở MLS. Messi từng thừa nhận 2 năm trên đất Pháp là quá khó để thích nghi. Điều này cũng vừa được đồng đội cũ và là người bạn thân Neymar xác nhận trong tuần này, rằng anh và Messi như sống trong địa ngục trong thời gian họ cùng nhau chơi bóng ở Paris, trước đám đông người hâm mộ thường xuyên la ó và chế nhạo sau khi đội bị loại sớm ở Champions League trong 2 năm qua. Chào đón cầu thủ 7 lần thắng quả bóng vàng trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 nơi nhà đương kim vô địch thế giới sẽ tiếp đón Ecuador tại Buenos Aires vào ngày 7 tháng 9 và làm khách tới Bolivia sau đó 5 ngày. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ, tôi thấy Messi như mọi người khác có thể thấy, cậu ấy đang rất hạnh phúc. Leo đã tìm thấy một nơi mà cậu ấy được yêu mến. Tôi luôn nói rằng cậu ấy cần có cảm giác hạnh phúc trên sân bóng. Ngoài đất nước hay thành phố, điều Leo cần là chơi bóng và cảm thấy hạnh phúc. Messi đã ghi 11 bàn và kiến tạo thêm 8 bàn sau 11 lần ra sân cho Inter Miami. Đội bóng Nam Florida chưa thua kể từ khi Messi đến. Thành tích bao gồm việc giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ là League Cup 2023 và đã tiến tới trận chung kết US Open Cup. Bất chấp Messi phải thi đấu rất nhiều trong thời gian qua, trong nỗ lực giúp đội bóng mới cải thiện thành tích và một phần cũng đáp lại sự chào đón của người hâm mộ trên khắp nước Mỹ, huấn luyện viên Scaloni khẳng định không có kế hoạch để siêu sao 36 tuổi nghỉ ngơi ở vòng loại World Cup sắp tới. Lionel Messi tỏ ra rất sẵn sàng cả về thể trạng lẫn tinh thần khi trở về đội tuyển. Tôi đã thấy và biết rõ cậu ấy đang trong điều kiện như thế nào, huấn luyện viên Scaloni chia sẻ. Leo đang rất sẵn sàng thi đấu và chúng tôi rất vui khi có cậu ấy trên sân. Như tôi luôn nói, kế hoạch là để Leo ra sân mọi lúc. Nếu không có gì cản trở, cậu ấy sẽ chơi nhiều nhất có thể. Chúng tôi không có ý định nào khác. Đối với chúng tôi, việc Leo có mặt trên sân là quan trọng. Chẳng có lý do gì để Leo ở ngoài nếu cậu ấy không gặp vấn đề. Dù đã ngày càng lớn tuổi nhưng trong 2 năm vừa qua, Messi lại có số lần ra sân nhiều nhất cho La Albiceleste trong một năm, 16 trận năm 2021 và 14 trận năm 2022. Đặc biệt năm vừa qua, 18 bàn thắng của anh còn bỏ xa phong độ của thời kỳ sung mãn nhất, 12 bàn vào năm 2012. Sau World Cup, Messi cũng đã 3 lần ra sân ở các trận giao hữu trong năm 2023 và ghi 5 bàn.